Xin chào mọi người, hôm nay Jasmine có một tin rất là vui muốn báo cho mọi người. Những anh chị chuẩn bị đi định cư ở Mỹ, tại tiểu bang Washington State, thì Jasmine vừa mới nhận được email của State Board ở tiểu bang này thông báo rằng những bạn học khóa NEL tại Jasmine Việt Nam sẽ được gửi ngang chứng chỉ hành nghề mà không cần phải thi lại. Chắc là mọi người ai cũng biết là học tại Jasmine Việt Nam sẽ được công nhận và đổi ngang giờ học với hầu hết các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Khi qua Mỹ thì trường sẽ hỗ trợ cho học viên đăng ký thi lấy chứng chỉ hành nghề với State Board. Việc này sẽ giúp cho mọi người rút ngắn được thời gian học tập, có thể đi làm và kiếm tiền ngay lập tức sau khi mà mình có số an sinh xã hội, để giảm gánh nặng cho người thân cũng như là nhanh chóng hội nhập với lại cuộc sống tại bên Mỹ. Tại Jasmine, các anh chị sẽ được vừa học lấy nghề, vừa lấy giờ. Jasmine cam kết bao tay nghề khi các anh chị học viên tốt nghiệp. Tiêu chí của chúng tôi là chỉ có một khóa học sẽ đào tạo từ căn bản đến nâng cao tất cả các kỹ thuật về nail. Tại Jasmine sẽ không có giới hạn thời gian học và thu tiền học phí cho đến khi nào các anh chị đi Mỹ, hoặc là các anh chị mình cảm thấy làm nghề thì thôi. Sau khi mà các anh chị học xong, các anh chị có thể đến trường để thực tập miễn phí trên mẫu thật nha. Hoặc là chúng ta sẽ ôm lý thuyết trong bất cứ thời gian nào mà các thầy cô review cho mọi người. Khi đến Mỹ, các anh chị sẽ được giáo viên ở bên Mỹ review kiến thức cho mình trước khi tham dự cuộc thi của State Board mà không tốn tiền. Jasmine Việt Nam ngoài đào tạo nghề nail, chúng tôi còn có đào tạo thêm các nghề như là facial, barber, cosmetology. Nếu các anh chị đang phân vân chưa biết chọn cái nghề nào cho mình để phù hợp thì hãy đến 11D Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Jasmine sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Goodbye.